you back. All she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering, what's the point? What's the point of anything at all? But let me tell you why, that's just life putting you through the test. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel. Before you run, you gotta stumble. Chào buổi sáng các bạn. Thì hiện tại Nhật ký du lịch sáng hôm nay vẫn đang ở Pleiku Gia Lai. Tối hôm qua là ghi hình cho bạn là mình nhận phòng và ở một cái homestay nó rất là đẹp bạn. Một homestay nằm ở trung tâm thành phố Pleiku Gia Lai luôn. Và đi ăn ở những cái ở cái quán Play Cồng Chiên vậy đó, giao lưu văn nghệ với người đồng bào Tây Nguyên nhạt nhẽo rồi sập sình này kia các bạn đó. Nhưng mà đặc biệt với Nhật ký du lịch thì buổi sáng là mình hay lựa chọn những cái quán cà phê á. Đa phần mình nếu mà uống cà phê các bạn thì mình sẽ lựa chọn những cái quán cà phê nó theo phong cách hoài niệm xưa, những phong cách dạng cổ, nó lắng động xíu. Nếu như mà mình đi đến những cái điểm khác á, là đa phần là mình đi ghi hình cho bạn ăn chơi đồ này kia, là mình sẽ chọn những cái quán nó kiểu như là nó sôi động, nó hấp dẫn, nó nhộn nhịp để các bạn xem nó cảm thấy khi mà chúng ta sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mình được xem cái video của Nhật ký du lịch, mình cảm thấy nó vui tươi hơn. Nhưng mà riêng cà phê các bạn để ý, Nhật ký du lịch cũng hình như là đã ghi hình 1-2 tập video mà có những cái quán cà phê rồi. Nếu như uống cà phê thì Nhật ký du lịch luôn thiên về chọn những cái quán mà nó trầm lắng xíu bạn, nó hoài niệm xíu, nó nhẹ nhàng xíu, chứ không có vào những quán mà nó kiểu như nó đông đúc. Cà phê mình không vào những quán đông đúc, nó ồn ào xô bồ bạn. Mình thích nó ngồi lắng động như nè đó. Các bạn thấy mình đối lập không? Đi ăn chơi ghi hình thì luôn là chọn những cái điểm nó sôi động hấp dẫn rồi ghi hình nhộn nhịp cho bạn xem. Nhưng mà chỉ có cà phê thôi bạn, chỉ có uống cà phê là mình lựa chọn những cái quán mà nó kiểu như là nó đẹp và nó phong cách nó trầm lắng. Mình lại thích vậy bạn. Nhưng mà cái quán này thì đây là quán cà phê Cụi bạn. Quán cà phê Cụi nằm ở số 62 Đống Đa, thành phố Pleiku. Nó nằm ngay trung tâm thành phố Pleiku luôn. Và khi chúng ta du lịch ở Pleiku thì sẽ có rất là nhiều những cái quán cà phê đẹp để chúng ta vào, chúng ta thưởng thức và ngắm cảnh. Ngoài việc uống cà phê, chúng ta còn ngắm cảnh ở xung quanh quán các bạn. Có nhiều quán cà phê đẹp lắm. Và ở Pleiku Gia Lai á, vào mỗi cuối tuần bạn, thứ 6, thứ 7 hình như là vẫn có tổ chức biểu diễn lễ hội cồng chiêng. Và cuối tuần ở con đường gì là Anh Hùng Núp hay là một vài những con đường á, và họ vẫn tổ chức văn nghệ để khách du lịch chúng ta đến, chúng ta thưởng thức giao lưu văn nghệ cồng chiêng đó. Muốn ghi hình lại cho các bạn là cái quán cà phê này nó có cái phong cách nó rất là kiểu như là nó rất là xưa bạn. Chúng ta vào đây chúng ta ngồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn này kia, và ở đây vẫn có phục vụ đàn guitar rồi để đánh đàn cho chúng ta nghe những cái bài của thập niên 80 rồi bạn. Thiết kế của quán thì người ta làm bằng cái đá dạng như đá ong các bạn, những cái đá ong, đá cuội đó, rồi người ta xây lên các bạn, nhìn nó rất là lạ, rất là đẹp luôn đó. Cho nên muốn ghi hình cho các bạn là giới thiệu các bạn vậy. Lúc đầu mình vào là mình nghĩ là vào uống cà phê thôi bạn, vào uống cà phê thôi, nhưng mà thấy cái quán nó đẹp quá cho nên là bấm máy lên ghi hình cho bạn. Nhưng mà tùy theo con mắt của mỗi người thôi. Có người thì nếu như ai mà chúng ta thích buổi sáng, thích náo nhiệt, uống cà phê náo nhiệt, nó đông đúc này kia, người ra người vào á, thì cảm giác của cái quán cà phê, những cái quán cà phê nó hoài niệm thì sẽ không phù hợp. Nhưng tùy theo cái sở thích mỗi người, tùy theo cái cảm nhận mỗi người thôi. Có người thì thích uống cà phê náo nhiệt, có người thì thích uống cà phê trầm lắng. Như riêng Nhật ký du lịch lại thích chọn những quán như thế này đó, cho ghi hình cho các bạn xem. Và đây là cái menu nè bạn, cái menu bảng giá nước nè, đó ghi hình cho các bạn xem nè. Cái menu bảng giá nước ở quán cà phê Cụi ở đây. Và tí nữa thì sẽ đi một vòng xung quanh quán để ghi hình những cái cảnh ở trong quán này, cho bạn xem những cái cảnh ở trong quán nữa. Nó rất là đẹp luôn bạn. Tuy nó nhỏ thôi, quán cà phê này rất là nhỏ, nhưng mà cái cảnh quán nó có một chút gì đó mà chúng ta trầm lắng một xíu, chúng ta ngồi gọi thư giãn một xíu trước khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, công việc mới, cái đầu mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thank you.
thì sẽ tiếp tục uống cà phê, và tí nữa là hy vọng là trời hết mưa bạn, trời lúc mưa lúc nắng bạn, hy vọng là trời hết mưa để tiếp tục ghi hình cho bạn một số những cái điểm khi chúng ta du lịch ở Pleiku Gia Lai, mình biết những cái điểm nào chúng ta đi chơi ở đâu và chơi như thế nào, thì tí nữa sẽ ghi hình hết cho bạn xem luôn. Chứ còn khi mà các bạn đã xem, khi các bạn xem được cái video này thì trời ở đây nó hết mưa rồi bạn à. Tại vì Nhật Ký Du Lịch ghi hình về rồi còn edit chỉnh sửa này kia, mà đăng lên thì tầm khoảng cỡ vài ngày sau mới đăng video lên. Thì đăng video lên thì lúc đó là các bạn xem được video này thì mình cứ đi du lịch Gia Lai, Pleiku, hoặc là những điểm mà Nhật Ký Du Lịch đã đi như ở Tây Nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk rồi này kia. Những lúc ghi hình thì trời đang mưa, nhưng mà khi các bạn xem được thì chúng ta lên thì chắc chắn là trời đã hết mưa rồi, chứ không phải là mình quay xong rồi mình đăng liền thôi. Các bạn yên tâm vấn đề đó nha. Rồi bây giờ sẽ ngồi tiếp tục thưởng thức cà phê, và sau đó sẽ di chuyển đến một vài những cái điểm khác và bấm máy ghi hình cho bạn để chúng ta xem. Hy vọng là trời sẽ hết mưa để Nhật Ký Du Lịch tiếp tục ghi hình cho bạn. Ok bạn, thì hiện tại Nhật Ký Du Lịch đang đứng trước cổng di tích thắng cảnh biển hồ Pleiku. Bây giờ sẽ đưa bạn chúng ta sẽ đi vào trong mua vé và tham quan ngắm cảnh ở trong nha. Thì khi chúng ta du lịch tại Pleiku Gia Lai á, thì cái điểm mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là biển hồ, gọi là linh hồn của thành phố Pleiku bạn. Đến đây người ta hay nói là cái gì, có một cái bài hát gì nó cũng hát về biển hồ, nhưng mà Nhật Ký Du Lịch quên rồi các bạn đó. Ở nơi này là có hai biển hồ bạn, nó nằm gần nhau. Một khu này là khu di tích biển hồ để chúng ta đi vào bên trong rừng thông ta tham quan, và còn một cái biển hồ nước nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong biển hồ rừng thông trước các bạn. Đó, đi vào bên trong biển hồ rừng thông, hay còn gọi là như là biển hồ chè các bạn. Không biết có đúng hay không, tại mình mới tới đây lần đầu luôn. Thì chắc chắn là nó sẽ có người dân địa phương ở đây nói là có hai nơi để chúng ta du lịch tham quan là biển hồ chè và biển hồ nước. Thì không biết đây là có phải biển hồ nước hay biển hồ chè, thì mình đi vào để xem thử bên trong nó là như thế nào nha bạn nha. Giờ vào đây mua vé nè. Đó, xe máy ô tô là mình di chuyển, mình chạy lên trên đây mình để, hoặc là mình để ở bên phía bên cạnh cũng được các bạn. Ok, vô mua vé. Cho em hai vé tham quan chị. Ở đây là mình có xe điện đưa đi luôn á chị. Xe điện là cũng bên trong anh. À, bên trong mua vé, dạ. Cho em hai vé tham quan đi. Vé tham quan đây là 10.000 một vé bạn. Ở trong đây thì vẫn có xe điện đưa chúng ta đi luôn. Thì xe điện là mình sẽ mua vé ở trong, và để xem thử là cái quãng đường mà di chuyển nó có xa hay không. 600 mét rồi. À dạ, 600 mét rồi. Rồi cảm ơn chị nha. À dạ, đi xe điện thì nó nhanh quá không thấy cảnh gì à. Rồi cảm ơn. Đó bạn, mình đi bộ ngắm cảnh chỉ có 600 mét thôi bạn à. 600 mét thôi chứ giờ đi xe điện vô thì không có thấy được cái cảnh xung quanh đây đâu. Ở đây là biển hồ chè hả chú? Đây là biển hồ nước. À, biển hồ nước. Mắt là cô mà từng chân là của Nhật Sĩ Nguyên Cường ở sân bác đó. Mắt là cô là biển hồ đời. Còn biển hồ chè là phía sau cái hồ này, là chạy vòng ngược về quốc lộ 14 khoảng tầm 3 đến 5 cái số nó tới là biển hồ chè, là hàng thông trăm tuổi. À dạ, rồi cảm ơn. Dạ. Rồi vô trong các bạn, đây là biển hồ nước các bạn à. Biển hồ nước gì, đôi mắt Pleiku gì các bạn hát rồi, đôi mắt Pleiku, biển hồ này là ở đây các bạn. Còn biển hồ rừng thông là nằm cách đây, phía sau lại, nằm cách đây tầm khoảng cỡ 3 đến 4 cây số bạn, theo như anh ở đây anh chia sẻ. Đó, bên đây là những cái hàng nước người ta bán để phục vụ chúng ta nè. Và mình đi xe điện thì liên hệ tại đây luôn bạn. Đó, bên đây là có quầy xe điện nè, để qua mình hỏi thử xe điện đi đâu. Chào em gái, xe điện là mình mua vé ở đây hả? Dạ. Xe điện là di chuyển những cái điểm như thế nào em? 10 nhà, 1 người, 1 chiều đi ạ. À, đi vô trong hả? Dạ vâng ạ. À, còn khi mình muốn ra thì ở trong đó vẫn mua vé ở trong. Dạ, đi ra. Không, muốn ra thì ở trong có xe điện. Anh lên xe, xong lên trên này trả chiều lên xe. À vậy hả? Hoặc là ví dụ mà không có xe thì ở ngay trên cầu thang với cả cái bảng nội quy màu xanh xanh như vậy này. Dạ. Dán ở trên cái bảng nội quy là dạ, có số điện thoại. À rồi, rồi ok, cảm ơn nha. Ok các bạn, xe điện là chúng ta sẽ tính, nếu mà những ai mà đi xe điện là sẽ tính theo chiều, chiều đi hoặc là chiều về, mình có thể mua vé một chiều vẫn được bạn. Và chỉ có 10.000 một người thôi. Đi vào bên trong đây tầm khoảng có 600 mét, nhưng mà Nhật Ký Du Lịch muốn các bạn ngắm cái cảnh ở rừng thông nè. Đó, cho nên là chúng ta đi bộ bạn. Hiện tại thì trời mới mưa xong, cho nên là thời tiết nó hơi se lạnh đó, mình khoác cái áo. Tại vì ở dưới xứ nóng quen rồi bạn, lên trên Pleiku Gia Lai thì nó trên vùng đồi núi. Và đặc biệt là mới vừa mưa xong các bạn. Ra cho trong cho xe đi.
mới vừa mưa xong á, cho nên là thời tiết nó hơi se lạnh đó. Bạn thấy cảnh đẹp không? Ai đôi mắt Pleiku biển hồ đầy là nằm đó dưới tí nữa ra cho bạn xem. Đây rừng thông nè. Đó, chúng ta di chuyển tầm chỉ có 600 mét thôi bạn à. Đi 600 mét thôi cho nên là mình chịu đi vô là mình đi bộ, mình ngắm cảnh tản bộ bạn, đi tản bộ ngắm cảnh rừng thông rồi ra coi hồ nước này kia. Còn tí nữa mà chúng ta khi chúng ta tham quan ngắm cảnh xong mình muốn đi ra lại thì có số điện thoại mình liên hệ đó bạn, liên hệ để mình đi ra lại. Đó, hai bên là rừng thông bạn thấy không? Bên đây cũng có rừng thông. Đó, bạt ngàn luôn. Để ghi hình bên đây trước rồi thời tiết ủng hộ mưa gió ổn định này kia thì qua bên biển hồ gọi là biển hồ chè bạn, biển hồ chè bên đó sẽ tiếp tục ghi hình cho bạn biển hồ chè bên đó nữa. Và bây giờ thì chúng ta chỉ có việc đi ngắm cảnh thôi. Đó, camera lên trước cho bạn xem cái khung cảnh phía sau nè. Sau lưng Nhật Ký Du Lịch vẫn có rất là nhiều người ta đang đi tham quan nè bạn. Đó, khung cảnh ở ngoài sau lưng nè. Bên kia là ở trong ở nơi mà chúng ta vừa đi vào đó, quầy bán vé ở xa xa ở ngoài đó bạn. Bạn thấy không, mới vừa bật máy ghi hình lại là trời mưa lại rồi bạn nè. Thời tiết ở đây thì nó cứ chịu ảnh hưởng, cũng có thể là đang vào cái mùa gọi là mùa mưa của Tây Nguyên các bạn. Đó, cho nên là cứ nắng được xíu, hé nắng lên được xíu là mưa. Cho nên sẽ có những cái lúc mà Nhật Ký Du Lịch nhiều, rất là nhiều những cái cảnh đẹp muốn ghi hình cho các bạn bằng con mắt Flycam nhìn từ trên cao xuống. Nhưng mà những cái video mà các bạn không thấy hình ảnh của Flycam nhìn từ trên cao là video đó là trời mưa các bạn ạ. Trời mưa cho nên là cứ phải núp mưa liên tục. Rồi không có thả Flycam được, nếu mà thả Flycam lên thì nó sẽ gặp sự cố bạn. Mưa gió là không cách nào thả Flycam được. Chỉ có sương mù này kia mình mới thả được Flycam cho bạn xem cảnh sương mù, chứ còn mưa là thua bạn. Trời mà mưa là thua luôn, không bay trên cao cho bạn xem được. Nhưng mà những cái cảnh ở khu vực này á, nếu như chúng ta nhìn từ trên cao xuống nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà thấy rừng thông rồi thấy hồ nước rồi này kia nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ tiếc một điều là trời mưa cho nên mình không có tận dụng được những hình ảnh từ trên cao cho các bạn xem cái vẻ đẹp của Pleiku Gia Lai, biển hồ bạn. Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy, em đẹp lắm Pleiku ơi, là ở đây bạn. Cái bài hát của nhạc sĩ người ta sáng tác các bạn rất nghe rất là nhiều bạn. Ở đây hôm nay lần đầu tiên mới có dịp đến đây để ghi hình cho bạn xem. Và ở Gia Lai thì còn có những cái điểm du lịch chẳng hạn như là biển hồ nè, núi lửa Chư Đăng Giang nè, rồi chùa Minh Thành nè. Đó. Rất là nhiều những cái điểm du lịch và cố gắng trong sáng nay sẽ tổng hợp cho các bạn chúng ta xem được nhiều nhất những điểm du lịch, cập nhật những cái giá vé rồi chất lượng dịch vụ ở những nơi du lịch chúng ta đến để các bạn tham khảo khi mà chúng ta có điều kiện về mặt thời gian và những cái điều kiện khác thì chúng ta có thể đi du lịch bạn. Rồi mình đang đi dần xuống dưới này bạn. Mưa kiểu như mưa phùn bạn, đang mưa phùn nè. Mưa này thì vẫn có thể ghi hình cho bạn xem được, nhưng mà nếu mà mưa lớn là thua bạn, mưa mà nặng hạt đó là thua luôn. Mưa này thì rất là đẹp, kiểu như mưa phùn, giống như là mưa phùn của Đà Lạt đó, rất là đẹp bạn. Nó cứ bay như là sương các bạn à, rất là đẹp. Còn mà mưa nặng hạt thì chịu luôn nha các bạn. Ở dưới nè, đó. Một cái sở dĩ người ta gọi là biển hồ á là tại vì hồ nước ở đây nó có diện tích rất là rộng, rất là lớn. Mà vào những cái khoảng khắc á, vào những cái lúc mà gió lớn bạn thì mặt hồ nó sẽ gợn sóng, nó sẽ gợn lên những cái con sóng lên, cho nên là người ta ví von như là biển các bạn, người ta gọi là biển hồ các bạn. Cảnh đường thông bạn thấy đẹp không? Trời ơi rất là đẹp luôn. Rồi gió sáng sớm mưa rồi gió nó sẽ se lạnh bạn. Cởi cái áo khoác ra là mình đi xíu là nó thấm cái sương mưa phùn, nó thấm là nó lạnh luôn mà. Đó, rộng lớn nó là biển hồ bạn, đó rộng lớn. Dưới đây thì thực ra cái nơi này là để chúng ta đi ngắm cảnh chụp hình bạn, chứ còn bên trong khu vực là không có dịch vụ gì hết á. Ngoài việc mà chúng ta đi ngắm cảnh thôi thì bên trong đây không có dịch vụ gì hết, tại vì cái giá vé thì mình cũng thấy rồi, chỉ có 10.000 một người là cái giá vé để chúng ta đi vào đi tham quan ngắm cảnh thôi. Còn nếu mà những khu du lịch mà có nhiều những cái dịch vụ khác á, thì
chứ giá vé nó sẽ cao hơn, các bạn cũng thấy rồi, mình đi đâu cũng vậy thấy rồi, giá vé 150, 250, 350 gì đó thì bên trong những khu du lịch đó nó sẽ còn rất là nhiều những dịch vụ tiện ích khác nữa. Còn ở đây là vé 10.000 một người là để chúng ta đi vào tham quan thôi. Chúng ta sẽ đi dọc đến cuối đường là sẽ hết cảnh các bạn. Hết cảnh rồi mình ngồi nghỉ ngơi, nghỉ chân rồi muốn đi ra lại đi bộ vẫn đi ra, còn không thì mình gọi xe điện họ vào họ đón mình ra các bạn ạ. Chỉ có 10.000 một người để đi xe điện thôi đó không. Rồi qua đây, đi bên đây cho bạn ngắm cảnh bên đây nữa nè. Đó, biển hồ nè. Bạn thấy cảnh chưa? Đôi mắt lấy cu biển hồ đầy. Đó, dưới còn cảnh ở dưới người ta chụp hình rồi nữa bạn à. Đi mình đi từ đi xuống bạn. Đó, giờ đứng đây xem rồi ở dưới người ta chụp hình trái tim chứ đồ. Rồi còn có xích đu với đồ này kia dưới hồ bạn đó. Mình sẽ từ mình đi xuống, đi lần xuống. Đó, xe điện đưa chúng ta đi các bạn à. Nếu mà mình muốn đi ra xe điện đưa chúng ta đi luôn. Đây xuống đây trước bạn. Xuống đây cho bạn ngắm hồ trước khi chúng ta ra ngoài kia. Ngoài kia chúng ta ra tít ở ngoài là sẽ có gì tượng tượng Phật hay là tượng gì ở ngoài các bạn. Để tí nữa ra cho bạn xem nhé. Đây cái lối để chúng ta đi xuống chụp hình nè. Đó, rất là đẹp, rừng thông bao phủ, khí hậu thì nó ôn hòa, dễ chịu. Rất là tuyệt vời luôn. Đó bạn thấy không? Mình đứng đây là đẹp rồi đó, đứng đây là chụp hình được rồi. Ở dưới là có cổng trái tim rồi để khách người ta ngồi để chụp hình, rồi có xích đu này kia. Rồi hồ nước ở dưới bao phủ bởi rừng thông xanh ngát bạt ngàn. Bạn thấy lên đây thì nhìn khung cảnh nó giống Đà Lạt các bạn, ở Gia Lai các bạn, ở Pleiku. Nhìn khung cảnh giống Đà Lạt không? Ở rừng thông mà mưa phùn bay đó, rất là giống Đà Lạt luôn. Rồi coi giờ đi lên trên các bạn. Những cái bậc cấp đá rồi chúng ta đi là nó dễ bị trời mưa là nó hơi trơn nha bạn nha. Đó là cẩn thận những cái đá phiến đá là trời mưa là hơi trơn á. Rồi đi lên. Đó, bên đây là những cái tiểu cảnh. Những cái tiểu cảnh, những cái mái nhà rong nhà sàn của đồng bào Tây Nguyên. Mình ngồi đây mình chụp hình vẫn được luôn. Đây xuống đây. Rất nhiều khách du lịch sáng nay người ta đi du lịch ta chụp hình ngắm cảnh rồi đây các bạn. Đó. Đứng đây chụp hình vẫn đẹp luôn các bạn. Đây là di tích lịch sử văn hóa biển hồ này, thiết kế theo kiểu nhà rông của Tây Nguyên các bạn thấy không? Đó. Rồi vô đây. Vô đây cho bạn ngắm cảnh ngoài đây nè. Đó, khi chúng ta đi cuối đường á là phía dưới sẽ có khu tượng để mình xem thử như là tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn. Ôi cảnh đẹp đó. Các bạn thấy cảnh đẹp không? Được bao phủ bởi nói chung là xung quanh là rừng thông và ở dưới là một cái hồ rộng lớn. Nên người ta gọi là ví von như là biển các bạn, nên mới có tên gọi là biển hồ. Bây giờ sẽ tiếp tục đi di chuyển ra phía sau. Hy vọng là trời sẽ hé nắng lên các bạn, hé nắng cho bạn xem cảnh Pleikam. Ở đây bay Pleikam đẹp lắm bạn à. Bay Pleikam vòng hồ rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình sợ cái là mưa thôi chứ còn nếu mà thời tiết ủng hộ là mình bay là tuyệt vời luôn bạn. Ok, tiếp tục cho bạn xem cảnh ở trên nha. Qua đây bạn, qua đây thấy có khắc chữ cái gì thì lưu niệm ở đây nè. Đó. cái đây là mình khắc chữ khắc thơ trên đây hả cô hả? Đó, có cái câu nào mua trong đây. À dạ. Đó, lưu niệm bạn đó tới biển hồ rồi có những cái ở đây người ta sẽ khắc những cái chữ những câu thơ mình thích câu nào người ta sẽ khắc những câu đấy lên. Ủa cái này là khắc lên trên cái bảng này không hả chú hả? Đó.
Dạ. Khắc miễn phí 100.000 một miếng BK bạn. Rất là nhiều những cái câu chữ này rất là đẹp để làm lưu niệm kỷ niệm khi chúng ta du lịch ở Biển Hồ. Đó, qua đây coi trời, coi con chú khắc nè. Ôi ơi, coi chú khắc nè. À, cái này là mình viết lên trước xong mình khắc theo chữ hả chú hả? À, trên ngắm cảnh bạn. Đó. Đây chúng ta sẽ lên trên ngắm cảnh viếng Phật ở trên. Đôi mắt Pleiku biển Hồ Đầy. Mình sẽ bước theo những cái bậc cấp như thế này để lên trên nè bạn nè. Đó, chúng ta sẽ bước những cái bậc cấp để lên trên ngắm cảnh. Thì đứng ở trên đây cảnh các bạn nhìn nó sẽ đẹp hơn các bạn. Sẽ đẹp hơn ở dưới. Ôi rất là nhiều du khách người ta đang ở đây người ta chụp hình ngắm cảnh luôn nè bạn ạ. Đó, bạn thấy cảnh đẹp không? Khi chúng ta bước vào sẽ thấy một cái tấm ngay khu vực này gọi là tấm bình phong các bạn. Thường là đi đến những cái nơi Tràng An Ninh Bình này kia mình cũng hay thấy những cái biểu tượng như thế này, gọi là những cái tấm bình phong được đặt ở phía trước những cái khu thờ phụng ở trong các bạn. Thờ phụng ở trong á là kiểu như theo như nhật ký lịch tìm hiểu và mà mình nghĩ là để che chắn những cái điều xấu vào bên trong á, không biết ở đây là như thế nào, tại đây là biển hồ bạn. Chứ còn những cái khu mà gọi là khu thờ phượng đồ này kia là người ta đa phần ở phía trước là hay có những cái tấm bình phong để che chắn những cái điều xấu không hay vào. Đây, qua đây ngắm cảnh bạn nè. Qua đây ngắm cảnh. Đó. Xa xa bên kia người ta có ở trên, người ta có để cái chữ về biển hồ Pleiku bạn thấy không? Rất là đẹp, một màu nước nó xanh kiểu như xanh ngọc bích các bạn. Mà hiện tại giờ đang kiểu như là mặt nước đang phẳng lặng các bạn, chứ còn bình thường vào những cái khoảnh khắc mà sóng lớn đó, nó sẽ gợn lên, nó được ví von như là sóng biển này kia, người ta mới gọi đây là biển hồ, là như lúc nãy giờ nhà kiếm lịch hay nói cho bạn nghe á. Hôm nay sóng êm bạn thấy không? Rồi lên đây tiếp nè. Đây ngắm cảnh tiếp nè. Ôi cảnh đẹp các bạn. Đó, đây cảnh tuyệt vời luôn bạn thấy không? Ôi. Rộng lớn luôn, sao kia rộng lớn luôn. Rồi, một hồ nước rộng lớn. Rừng thông bao phủ, cây cối xanh mát bạt ngàn. Đó, bạn đứng đây gió thổi vi vu, cảm giác dễ chịu bạn. Giờ là trời bắt đầu hết mưa dần rồi. Mình chờ xíu nữa nó hết mưa hẳn luôn rồi sẽ bay play cao cho bạn xem nha. Xem cảnh ở trên đây. Đẹp quá bạn ạ. Rồi qua đây nữa nè. Đứng ở vị trí nào chúng ta cũng đều quan sát được cái cảnh ở dưới mặt hồ hết. Này tên gọi của hồ, biển hồ ở đây á, là hình như là có một cái tên gọi khác là hồ Tên Nưng hay sao các bạn. Đó, nó có một tên gọi. Cái khu vực hồ này có tên gọi khác nhưng mà kiểu rộng lớn người ta biết vong như biển thôi, nhưng mà ở đây là có một tên gọi khác nữa là hồ Tô Nưng, có thể là hồ Tô Nưng hay sao, nhưng mà theo nhật ký lịch mà tìm hiểu nó là như vậy, không biết nó chính xác hay không bạn. Cảnh rất tuyệt vời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ngồi nghỉ xíu và sẽ cố gắng bay những khoảnh khắc flycam trên trời cho bạn xem cảnh ở biển hồ nha. Còn nếu mà trời mưa lại thì sẽ tiếp tục di chuyển qua những cái điểm khác ghi hình trong sáng hôm nay, cố gắng tổng hợp hết những điểm vui chơi ở Pleiku Gia Lai cho bạn xem. Thank you.
các bạn, thì rời khỏi khu vực gì biển hồ Pleiku bạn, đôi mắt Pleiku biển hồ đầy á, thì hiện tại Nhật ký du lịch đang di chuyển qua đây là gì, gọi là biển hồ chè. Thì mình đi sớm giờ cũng ghi hình cho bạn xem là sớm giờ cái đoạn đường mà chúng ta đi vào á, là chúng ta sẽ đi dọc qua hai cái hàng thông trăm tuổi ở dọc cái tuyến đường đi vào đây, rất là đẹp và rất là nhiều bạn trẻ đứng chụp hình ở đây. Thì mình không thấy hồ, không biết nó nằm ở vị trí nào, nhưng mà thấy cái cảnh ở đây rất là đẹp bạn, cho nên là ghi hình cho bạn xem nè. Giờ chúng ta vào trong đây nhé. Đây, bên đây là có những cái quán cà phê, có rất là nhiều những tiểu cảnh cho chúng ta này, thì khác với lại biển hồ bên Pleiku, đôi mắt Pleiku biển hồ đầy gì đó. Khác với biển hồ nước bên đó thì biển hồ chè bên đây là toàn là chè bạc ngàn luôn bạn ạ. Và nơi này thì không có cái gì, những cái khu du lịch gì khác ngoài cái việc mà chúng ta đến đây chụp hình cảnh đẹp cùng với những cái cây thông thông già trăm tuổi rồi đồ chè này kia, thì không còn những khu du lịch gì khác. Bây giờ sẽ vào trong tiếp tục ghi hình cho bạn xem cái cảnh ở trong nè. Đó, chúng ta đi vào trong rồi tham quan chụp hình uống nước rồi trong đây nè bạn nè. Đó, đây rất là mát mẻ luôn bạn ạ. Đó. Dạ chào anh. À dạ. Cà phê, nước ép, uống đồ. Tham quan là uống nước là không mua vé đúng không? Không, ở đây mà nếu mà không, mà lửa đi cho. Em hỏi trước anh, ở đây nếu mà khách vào tham quan không thì mình có mất phí không? Không mất phí, gọi vài ly nước ủng hộ. À dạ, ở đây tham quan miễn phí bạn, chúng ta vào tham quan rồi mình uống nước rồi gọi nước uống ủng hộ thôi, chứ còn không có mất phí. Rồi cho em cái camera uống gì? Cà phê bạc xỉu cà cao, nước. Hả? Suối hả? Ở đây không có suối anh ạ, em suối chế thôi. À vậy hả? Rồi cho em một ly cacao nóng đi. Dạ. Rồi em gửi tiền này, em đi ngắm cảnh cái rồi tí nữa làm. Dạ. Đây. Dạ dạ. Rồi em đi ngắm cảnh từ làm nha. Rồi đây bạn đi ra đây ngắm cảnh đồ chiều vậy đây nè. Đó thì cái điểm tham quan này là không có mất phí đó bạn, chúng ta đi vào thì mình gọi nước để mình uống chụp hình đồ ở đây thoải mái luôn bạn. Đó bạn thấy không, bạc ngàn là đồ chè luôn, trời ơi, xung quanh đi tới đâu mình cũng đều thấy chè hết. Và lúc sớm ở bên chỗ gì biển hồ Pleiku á, Nhật ký du lịch không bay Pleikam cho bạn xem được là vì bên đó là gần sân bay bạn, thì bạn cũng biết nguyên tắc của Nhật ký du lịch khi làm việc rồi, khi ghi hình du lịch cho bạn cảm giác mình an toàn ở những nơi mà mình cảm giác mình ghi hình được thì sẽ ghi hình cho bạn xem cảnh trên cao Pleikam, rồi cho bạn xem cảnh đẹp. Còn những chỗ mà mình cảm giác là nếu mà quay từ trên cao nó có ảnh hưởng này kia thì mình sẽ tuyệt đối mình không bay luôn bạn. Bạn biết nguyên tắc làm việc của Nhật ký rồi, là không bay Pleikam ở những nơi mà chẳng hạn những nơi cấm này mình cảm giác không an toàn là mình sẽ không bay. Đó, cho nên là vừa rồi không có cảnh Pleikam cho bạn xem ở biển hồ là như vậy. Nó gần với sân bay bạn. Là trên đây còn có gì những cái tháp cái trụ gì để chụp hình nè. Đó, bạn thấy chưa? Khách du lịch rồi ra đây rồi leo lên trên rồi ngồi chụp hình này kia. Đó, xung quanh là đồ chè bạc ngàn luôn. Đó, nếu ai mà muốn có những bức hình lung linh là mình đi vô trong đồ chè nè, đó rồi chụp không biết là có lung linh hay không là đi đồ chè chụp ra bạn ạ. Đó bạn thấy không? Bạc ngàn luôn. Thì ở chỗ này nó có nhiêu đó thôi bạn ạ. Nó chỉ là chè rồi khách người ta ngồi người ta uống nước thôi, chứ còn thực ra thì cũng không có cảnh gì bạn. Đó, đây không có cảnh gì nhiều hết chứ. Ngồi ngắm cảnh chụp hình với chè thôi, bên kia nấc thang lên thiên đường gì, nấc thang lên trời chụp hình rồi này kia các bạn ạ. Rồi đi ra đây. Ra uống nước. Ở đây mát mẻ bạn. Được cái rừng thông già trăm tuổi. Đầy hai bên đường, ra mình lấy nước qua mình ngồi. Khách du lịch tới đây cũng tương đối nhiều bạn. Thấy chưa? Tương đối nhiều. Cho em nhận nước luôn. Làm ly cacao với Thảo ơi. Đó bạn thấy không gian của quán đấy, mát mẻ không? Xung quanh đồ chè ở giữa rồi quán cà phê trang trí những cái chiếc xe ngày xưa rồi họ xịt sơn rồi trang trí này kia bạn ạ. Ôi trời ơi. Ngắt xíu nhạc giúp em cái. Dạ dạ vâng, tắt giúp em xíu nhạc. Sợ dính nhạc bản quyền bạn. Đang ghi hình sợ nhất là đi tới mấy chỗ nào mà có nhạc tôi rất là sợ luôn. Sợ dính nhạc bản quyền không? Rồi nhận nước ở đây luôn chị. À dạ đây. Ở đây à. À rồi em cảm ơn. Em ơi rót anh ly nước trà. Được rồi chị. Tí nữa em uống vào lấy.
Rồi ra đây bạn, ra đây ngồi ngắm cảnh gì nó then lên thiên đường gì ngoài đây nè. Đó, rất là đông khách sáng nay người ta cũng, những cái chiếc xe như thế này là họ kiểu như họ bố trí cho ghế để chúng ta ngồi luôn đó bạn nè. Đây lên đây, trời ơi tôi không nghĩ là trên đây có bàn ghế luôn á. Nè. Đó lên đây ngồi, trời mưa rồi chui ở đây ngồi nè bạn nè. Thấy chưa? Ngồi đây rồi mình ngắm cảnh ra ngoài đồ chè nè bạn. Đó, trời mưa lên đây là tuyệt vời luôn, ấm áp luôn bạn thấy không? Bắt đầu từ cái hướng này nè, camera cái máy tới từ hướng này mình ngắm ra phía trước nè. Đó, ngắm ra thẳng đồ chè luôn nè. Bạn thấy đẹp không? Đó, xung quanh tiểu cảnh đồ này kia nè. Đó, rất là nhiều những tiểu cảnh. Ở đây cho người ta chụp hình nè. Bạt ngàn chè luôn bạn. Trời ơi. Đó, trời mưa thì mình chui vô đây nha. Còn trời nắng thì ra ngồi ngồi đẹp hơn bạn à. Đó, chỉ có trời mưa là mình mới chui vô trong đây mình ngồi mình ngắm đồ chè rồi thôi. Rồi đi xuống dưới bạn. Đây, mình lên cửa sau xuống cửa trước rồi, giống như đi xe buýt vậy bạn. Xe buýt ta lên cửa trước xuống cửa sau, đây tôi đi cửa sau tôi lên cửa trước rồi đó không? Đó chứ cái xe này là nó có hai cái cửa để chúng ta đi. Chúng ta lên ngồi uống cà phê rồi ngắm cảnh đồ chè này kia. Còn nếu muốn mát mẻ thì ra đây bạn. Ra đây. Rất là nhiều những cái view mà gọi là chiêu để chúng ta chụp hình luôn bạn. Đây nè. Đó, trời mát ngồi đây vẫn đẹp luôn bạn. Trời mát mình ngồi đây nè, thưởng thức cà phê đó, nó cũng rất là tuyệt vời bạn thấy không? Sau lưng chèo nè, trời ơi. Nó nóng. Nãy mình gọi cacao nóng bạn, nó nóng. Rồi, bạn thấy cảnh đẹp có bị chói nắng không? Cara sẽ có nắng không? Rồi ok, có lẽ là Nhật Du Lịch cũng xin khép video tại đây luôn. Thì từ đầu video tới giờ là hướng dẫn cho các bạn khi chúng ta đến du lịch Gia Lai, Pleiku, chúng ta biết chỗ ăn, chỗ ở. Buổi tối rồi mình đi đâu, ăn đặc sản gì. Và về sáng hôm sau là mình đi tham quan ngắm cảnh ở những điểm nào thì ta tổng hợp hết trong một video này cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Và đừng quên để lại cho Nhật Du Lịch một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Du Lịch trong những video sắp tới. Sẽ còn rất là nhiều những video hay, hấp dẫn, thú vị ở phía sau nữa. Khám phá những địa điểm đẹp mới lạ ghi hình cho các bạn xem. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.